Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo Digital 2024, số lượng người sử dụng Internet và mạng xã hội là 5,04 tỷ người, chiếm gần 2/3 dân số toàn cầu, tăng 5,6% so với năm 2023. Riêng ở Việt Nam, 73,3% trong tổng số 100 triệu dân đang dùng mạng xã hội, với thời gian trung bình là 2 giờ 25 phút mỗi ngày, nằm top 20 trên thế giới. Nhận thấy rõ điều này, nhiều doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội và đạt được kết quả nhất định trong hoạt động kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Khánh Hòa sau đại dịch COVID-19. Với những lợi thế vượt trội mà Internet mang lại, như khả năng cập nhật liên tục, tốc độ đối ứng nhanh, ngày càng có nhiều người sử dụng Internet và mạng xã hội để tìm kiếm thông tin sản phẩm cũng như thực hiện giao dịch mua sắm. Thích ứng với điều này, nhiều doanh nghiệp du lịch ở Khánh Hòa đã tự điều chỉnh, đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm thương hiệu theo hình thức trực tuyến. Cụ thể là số hóa và đưa hình ảnh thông tin sản phẩm dịch vụ của đơn vị lên trên các nền tảng mạng xã hội. Thị trường được mở rộng, sản phẩm đến với người tiêu dùng nhanh hơn, hiệu quả kinh doanh theo đó cũng chuyển biến tích cực. Đơn cử như công ty cổ phần du lịch mở toàn cầu Global Open Tour, bằng cách áp dụng các phần mềm chuyên dụng nâng cấp website tương thích với Google để quảng bá hình ảnh, thông tin các sản phẩm đến khách hàng, đồng thời truyền tải các sản phẩm của đơn vị lên các sàn giao dịch điện tử, mạng xã hội có số lượng người truy cập lớn như Facebook, TikTok, video YouTube, v.v. Global Open Tour không những tiếp cận tương tác với khách hàng không biên giới nhanh và thuận lợi hơn, mà còn thu thập thông tin, tìm hiểu thị trường, đàm phán với các đối tác, tổ chức tour thuận lợi, an toàn tất cả các điểm đến trong nước và nhiều nước trên thế giới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi Global Open Tour nói riêng, các doanh nghiệp du lịch trong nước nói chung phải cạnh tranh một cách bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh cái website truyền thống thì mình hiện tại với cái thời công nghệ số bây giờ thì chúng ta phải cần thích ứng nhiều cái biện pháp nữa, chứ không phải riêng website như là Facebook, Zalo qua. Thì những cái trang này thì mình cũng phải là định hình và sản phẩm mình ra khúc sản phân khúc sản phẩm nào, mình chạy những nền tảng nào nó phù hợp. Như Facebook thì mình có những cái sản phẩm khi của mình chạy Facebook, và những sản phẩm mà có giá trị lớn, tour có giá trị cao, mình chạy Facebook, chạy hình ảnh để cho mà quảng bá ra cái cộng đồng quốc tế rất là tốt. Còn riêng cái trang TikTok là một cái trang rất là hot giai đoạn hiện nay, nhưng mà TikTok thì phù hợp những cái tour lẻ, những combo giá rẻ, những cái sản phẩm ít tiền thì nó phù hợp với Facebook hơn, với TikTok hơn. Thì trên TikTok thì mình sẽ xây dựng những clip ngắn gọn, và hiện tại cái xu hướng marketing hiện tại giờ thì mình sẽ chạy cái marketing liên kết với KOL, KOC, những người nổi tiếng, và những cái recommend của họ trên cái trang fanpage của mình trên cái Google Maps hiện tại thì nó có giá trị rất lớn và nó chạy theo cộng đồng.